mến chào tất cả các bác nhá. Em có thể cho nhỏ xuống được. Rất là chất đúng không? Nghe rất là tí tách đúng không? Đó, thì với hôm nay giới thiệu với anh em là em sẽ test một con vang cách 180 cho một anh này con nick là Phở Bò và anh ở huyện An Dương, Hải Phòng anh em nhé. Số điện thoại là 8682. Anh có đặt bên em một con vang là con vang cách 180 và con vang cách 180 này anh về anh ghép cho bộ nhà anh cũng loa JBL và súp cũng JBL đẩy thì crown. Nhưng mà em lại không bán hàng đó, nhưng mà em sẽ xét theo nhu cầu của anh em nhé. Xét nhu cầu ấy anh em. Và hôm nay em có phối ghép mà cùng với loa của bên em là LX Acoustic anh em nhé. Đó thì anh em có thể đeo tai nghe cảm nhận chất âm. Và tí nó sẽ test từng chế độ cho anh em nhé. Đó, và với combo này thì nó cũng em sử dụng súp hơi luôn anh em nhé. Cũng LX Acoustic KT18S. Đó. Đây là mốt 6 là mốt nghe nhạc em nhé. Mốt 6 nghe nhạc sử dụng súp hơi và cặp loa LX Acoustic TVK15 và súp hơi KT18. Đó, đây là phần mốt 6 nghe nhạc anh em nhé. Đấy, đây là mốt 6 là phần nghe nhạc này, anh em thấy không? Mốt 6 nghe nhạc. Đâu Quân sẽ cầm cái mic và thử cho anh những cái mốt còn lại Quân nhé. Đó, và anh em sẽ nghe những cái mốt còn lại. Thì để gọi mốt ra rất đơn giản thôi, anh em ấn recall này nhá. Đó, xong xoay cái núm này. Mốt 1 đây anh em nhá. Em sẽ cho cái. Đó, Quân thử alo đi. Đây à, đây mốt 2. Mốt 1 nhá. Đó, xoay mốt 1 xong ấn ok vào. Đó. À đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quân có thể lấy ghế ngồi đi. À thôi, đứng 6, 7. Đó, anh em nghe cái mốt 1 nhá. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mốt 1 đây là echo cộng revert. Mốt 2 là chuyên revert này. Đó. Mốt 2 này. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. Rất chuyên nghiệp luôn anh em nhá. 1, 2, 5, 6, 7. Rồi, mốt 3 là mốt echo nhanh này. Đó. Echo nhanh. 1, 2. Mốt này thì 3, cho 3, những 3, bài tiết tấu là nhanh. 5, 6, 7. Mốt 4 này, mốt 4 là chậm này. Echo chậm này. Đó. 1, 2, 3, 4. Ok, chưa anh em. Rồi. Mốt 5 sẽ là mốt nhiều echo revert này. Đó. 1, 2, 3. Nhiều rất nhiều vert ở mốt này anh em nhé. 5, 6, 7. Thì với cái mốt này thì anh em có thể thấy là mốt 5 đúng không ạ? Thì mốt 6 sẽ là mốt nghe nhạc. Gọi mốt anh em chỉ cởi trừ ấn recall này. Xong xoay cái nút này này. Đấy, xoay thành mốt 6 này và ấn vào thì nó ra mốt đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Đây, cho tí nhạc đây. Đó. Đó. Súp hơi KT18S anh em nhá. Bass 50. Và cặp loa TVK15 gần 4 lớp. Nghe cực kỳ nảy luôn. Đó. Mic ở đây em sử dụng nhà anh ấy bảo là sử dụng mic UG-X8. Nhưng mà em lại không có cái dòng UG-X8, nhưng mà em sẽ ghép một con mic rất là xịn của bên em. Mic của bên em là U898 anh em nhá. Bộ mic này là 6 củ, bộ mic này. Đấy, thì nó mới tương xứng với con cánh 180 anh em nhé. Để mà ghép, để nó tương xứng nhất thì ghép mấy con U898 này là tương xứng anh em nhé. Con này sóng rất tốt, dành sự kiện luôn. 4 dâu. Đó, con mic nhà anh thì tiếng nó sẽ tối hơn anh nhé. Em sẽ xét cho nó, test con mic này nó bay bay một chút. Vì con mic nhà anh thì nó sẽ tối, U88 thì tiếng nó tối hơn một chút. Và nó hơi bọng bọng tiếng. Em sẽ xét cho con mic này thì nó đỡ bọng bọng như vậy. Đấy, thì con U8 nó hay bọng bọng mà. Đấy, bọng bọng và nó bị ồm tiếng. Đấy, thì em ghép cái con này vào xong rồi em chỉnh lại một chút là được. Đấy. Con này tiếng hay nhất bên em anh em nhé. Giá 6 củ con này. Và tiếng hay lắm. Nó phối hợp cùng với con này thì tuyệt vời. Quân thử hát một bài đi. Rồi. Thử hát một bài luôn cho anh em cùng nghe nhé. Đó, đúng rồi, rồi ok.
Anh em cùng đeo tai nghe nhá. Tiếng bass rất là lực anh em nhé, bass rất là lực, sử dụng súp nhà anh thì súp JBL đúng không? Tình yêu có từ nơi đâu, em một cuộc sống cầu. Sao trời lọt quá hoát nơi, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau em đẹp, em là cô tấm thao hiền. Mà bạn mặt vẫn nhìn bối rối, gặp nhau lần nào cũng vội. Chẳng đủ gần mà giận dối, nhà xa mặt trận càng xa. Tình yêu có từ nơi em đi qua lá tháng đợi chờ. Tình yêu có từ nơi anh nửa rừng bập bùng bạch tối. Anh đi giữa miền biên giới làm quê em đợi em chờ. Con sông cuốn người quá hòa suốt dần đời. Anh em có thể thấy là rất là văn minh đúng không? Tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên, đừng giận người ơi. Đừng quên, đừng giận người ơi. Ok, em là ok rồi. Đó. Thì con này em sẽ cài cho anh em là 6 chế độ như vậy anh em nhé. Thì anh em chơi thì quá ngọt luôn. Đó, thì ghép phối ghép thì em đã set up rất là kỹ rồi. Đó. Set up rất là kỹ cho anh em rồi. Thì anh em có thể là về sử dụng như vậy thôi. Chuyển đầu vào thì rất đơn giản. Em sẽ tặng thêm dây quang nữa, anh em ấn shift và BMG này, optical này, hoặc là VOD này. Đấy, anh em có thể chuyển ở trên cái nút này. Đó, rất ESC là thoát ra này. Đó, system này, chọn BMG hoặc OTK này. Đó, ngon chưa? Đó, giữ VOD để thoát ra, thế là xong đúng không anh em? Đấy, thì con vang này hiện tại em không còn nhiều hàng đâu anh em nhá. Giá hiện tại đang là 5.500.000 đồng. Và bao ship tặng dây rắc, dây quang cho anh em luôn. Không còn nhiều đâu, vì đầu tiên là hãng cũng đã báo thông báo với em là không còn sản xuất nhiều nữa. Đấy, thì anh em có thể là có thể tham khảo với cái cấu hình này em nhé. Rồi ok, cảm ơn anh đã tin tưởng mua hàng bên em. Rồi chào tất cả các bác nhé, hẹn các bác những clip lần sau ạ.